Đây mọi người ơi, cơm tấm Long Xuyên đây ạ. Là một cái món quê hương của em đấy. Thèm lâu lắm rồi mọi người ơi, không ngờ bên đây cũng có cơm tấm Long Xuyên nữa. Cơm tấm Long Xuyên của em nó nhìn như thế này nè. Bên đây thì có trái vải của Úc và nhãn Hawaii nha mọi người. Hayley xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị em và các cháu. Nói tóm lại là xin kính chào cả nhà thân yêu của Hayley nha. Giờ này là mấy giờ? 10 giờ rưỡi. Hayley quay phim buổi tối cho nên á không có đủ đèn đóm. Video nó cũng sẽ mờ đi. Mọi người hãy thông cảm cho Hayley nha. Giờ này Hayley mới ăn tối tại vì Hayley đi nguyên ngày rồi cái về nhà Hailey bận làm edit video rồi xong cái chồng Hailey thì bây giờ đã đi làm rồi. Tại dạo gần đây chồng Hailey làm buổi buổi tối mọi người, từ 10 giờ tối cho đến 7 giờ sáng. 5 ngày liên tục luôn và đây là coi như là break the record mọi người, có nghĩa là gọi là gì ta? Có nghĩa là tiếng tiếng gì gọi là gì quên này, là giống như là hồi Hailey quên rồi, để có khi nào Hailey nhớ Hailey sẽ làm một cái phụ đề dưới nha. Break the record, tiếng gì là gì ta. Anyway, chồng Hailey làm 5 ngày liên tục ban đêm cho tới sáng nha mọi người. Đó đó là kỷ lục của thế giới, đó là đặt kỷ lục của thế giới, có nghĩa là hồi đó tới giờ đi lính tới giờ chưa bao giờ làm liên tục 5 ngày như vậy hết á. Nhưng mà anh nói chắc ở đâu nó cũng là vô cái nền nếp của đó, có nghĩa là họ 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 cho chồng Hailey làm như vậy á, chồng Hailey cũng có thể có thời gian ban ngày giống như là dọn quần áo để chuẩn bị dọn chỉnh nhà mọi người, rồi cái ban đêm thì đi làm rồi về nhà buổi sáng ngủ được 2-3 tiếng nữa rồi thức dậy rồi dọn quần áo vậy đó. Nó tóm lại nhắc tới cái vụ mà dọn quần áo nó là một cái nỗi ám ảnh mọi người, tới hôm nay vẫn chưa có gì hết. Hailey dọn mới có một xào vậy thôi, một xào vậy thôi, một xào dưới đây đầy là mọi người thấy, là tại vì ở trên Hailey dọn xuống dưới, còn cái xào ở dưới là thấy gì đã vô thùng rồi, bây giờ còn có một xào. Là nó tóm lại là 2 ngày Hailey làm được có một thùng, nó là Hailey bỏ tới giờ Hailey không có làm được nữa. Hailey mệt quá mọi người ơi, còn rất là nhiều đồ luôn á, bị chán không có làm nữa, bỏ dục rồi đó. Rồi Hailey đáng lẽ là có hẹn với em Wendy, con của chị Phi Nhung á, từng vừa rồi luôn á, nhưng mà Hailey bỏ hẹn, cho nên em không biết em ấy có dặn không nữa. Em ấy nói là chị bỏ hẹn em vào từng vừa rồi. Hailey nói chị xin lỗi, tại vì chị bị stress cái vụ dọn nhà quá, cho nên chị không có nhớ là chị có hẹn với em. Ghê không mọi người, bỏ hẹn em ấy nữa, thấy có lỗi trong lòng gì đâu á. Rồi hôm nay nha mọi người ăn cơm tấm Long Xuyên nha mọi người. Hailey thấy cái cô này đăng cơm tấm Long Xuyên ở trên mạng mà cổ là ở gần nhà của chị Thúy Nga, cho nên Hailey phải chạy tuốt lên trển để mua cho được cơm tấm này. Hailey mua 3 phần cho mẹ Hailey, chồng Hailey và Hailey đó, thì bây giờ Hailey ăn trước. Tại gia đình Hailey không ai muốn ăn hết, chưa ai muốn ăn hết. Hailey nhớ quê lắm mọi người. Quê của Hailey là nó tóm lại là nó ở giữa Long Xuyên và Châu Đốc. Hailey ở Chợ Cái Dầu, cho nên nó đi lên trên Châu Đốc 30 phút, xuống Long Xuyên 40 phút, 45 phút. Cho nên nghe thấy cơm tấm Long Xuyên là quê của mình rồi. Mình coi cái đó là quê của mình rồi đúng không? Tại nó gần mà. Cho nên nhập vô mua liền, 3 phần 36 đô mọi người, 36 đô. Mẹ Hailey cho Hailey cái muỗng không? Khổ quá chứ. Mời mọi người ăn nha. Chớ rồi, mẹ Hailey hồi nãy dặn là phải phải để riêng ăn, không lâu không hết thôi kệ đi, ăn không hết không hết rồi kệ đi, lỡ cha nó mắm rồi. Chỗ nước mắm này là rất kẹo luôn nha mọi. Đó nó cơm tấm quê em là nước mắm nó rất là kẹo hàng, chắc mọi người không có thấy được ha, rất là kẹo. Và mọi người nha, nó kẹo kẹo á, nó ngon, nước mắm kẹo kẹo ngọt ngọt. Dân miền Tây ăn rất là kẹo và ngọt, và dưa chua là phải là rau muống mới đúng
mới đúng đúng gu nha mọi người. Nhưng mà rau muống này là họ bào ra, còn rau muống mà Hailey ăn là họ để nguyên nguyên một sợi khúc khúc như nè. Ăn cơm tấm thì nhớ thằng em của Hailey tên là Thảo ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên nó chụp cái hình cơm tấm Long Xuyên cho Hailey coi, Hailey thèm tới giờ. Bây giờ chị được ăn rồi nè, đừng có giỡn nghe cưng, bên Mỹ cái gì cũng có cưng cưng, đừng có chụp hình dụ cho chị thèm nghe cưng. Hailey nói nhiều lại bị như vậy á, giống như ông Phật ở trên trời phạt không cho nói hay sao. Để Hailey quay cho mọi người xem nó kẹo như thế nào nha, cho mọi người coi. Nè mọi người ơi, sao nó kẹo như vậy nè, không biết mọi người có thấy không nha. Nó kẹo á, chắc mọi người không thấy kẹo rõ đó hả. Mọi người thấy nó kẹo không? Kẹo ha. Cái tay đã rung rồi mà cầm một tay mà quay nữa, mà lại tay trái nữa, nó không phải là cái tay thuận của mình, thấy gì tay phải nữa, cho nên quay nó rất là gung và nó không có đẹp chuyên nghiệp nha mọi người, thông cảm tha lỗi cho Hailey nha. Nếu như mà cái chóng mặt của mọi người đừng có nhìn màn hình, mọi người quay chỗ khác nghe Hailey nói được rồi. Ây da, mời mọi người nha. Ủa ngồi nhắc rồi hỏi gì không biết, nó khùng quá à, khùng quá à, hỏi. Một hai miếng đầu tiên nó sẽ rất là đau, để cho Hailey làm quen với mọi người, rồi sau đấy thì sẽ cảm nhận muốn ăn sao. Hồi chiều mà mua cái này nè mọi người, để trên xe nó thơm nguyên một chiếc xe, thơm nguyên một ngày luôn mọi người tin không. Ngon ngon. Phải có ớt mới ngon ta, sao không có ớt. Giờ này Hailey bắt đầu ăn cay mọi người. Muốn ăn ớt nó mới ngon mọi người, nhưng mà chẳng lẽ kêu mẹ đi lấy, còn nghiệp mẹ quá. Thôi để kêu mẹ nha, chứ ăn không ngon. Mẹ ơi, bà có ớt trái không mẹ? Bà có ớt trái không ạ? Cho con trái rồi mẹ ơi. Vậy hả? Vậy hả? Vậy có ớt nào không cay không? Vậy thôi. Sao chưa giờ đấy không dám cắn không? Vậy hả? Vậy thôi. Ăn ớt tương không? Ăn đi, tại này nó mới cay. Vậy để ớt tương mấy nha. Phải có ớt nữa nha. Cái mini game vừa rồi á không có ai trúng nha mọi người, chỉ có một chị thôi, nhưng mà một chị nó nói là chắc 12 món, chắc chắc có lẽ 12 món, cho nên thấy thì suy nghĩ cái chữ mà chắc có lẽ 12 món có nghĩa là chị không có chắc chắn là đúng 12 món đúng không? Phải như chị nói là
12 món hay là chắc 12 món này chắc Hayley nói là chị nói đúng, còn này chị nói là chắc có lẽ 12 món, nghĩa là chị cũng chưa chắc chắn, cho nên Hayley không biết có nên cho đúng hay không, Hayley không là biết. Để trong này phải không? Nhìn được chưa? Được rồi. Mọi người mới ăn được chứ kìa. Mọi người suy nghĩ giùm Hayley đi nha. Cái Hayley không hiểu có nghĩa đó là cái gì. Rồi cái gì nữa nè. Hayley chắc là háo hức luôn á mọi người. Ngoài cái chuyện mà stress dọn nhà, nhưng mà sau đó là Hayley rất là háo hức luôn, là Hayley sẽ được có rất là nhiều sự ngạc nhiên đến cho mọi người. Cho nên thấy mọi người hãy theo dõi Hayley nha. Một cái con đoạn đường cũng hơi không có ngắn mà cũng không có dài ha mọi người ha. Gắn theo dõi Hayley nha. Hayley sẽ cho mọi người thấy rất là nhiều điều thú vị, rất là nhiều điều thú vị. Hayley hứa luôn á, tại vì Hayley đã trải qua rồi, nhưng Hayley sẽ muốn trải thêm kinh nghiệm thêm một lần nữa. Tại vì Hayley rất là nhớ, Hayley làm rồi nhưng mà Hayley sẽ làm nữa. Hayley rất là nhớ đó. Cho nên Hayley muốn làm lại với chồng Hayley, mà chuyến này là con Hayley đi theo nữa. Cho nên sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Mọi người hãy theo dõi Hayley nha. Và Hayley cũng rất là cảm ơn mọi người. Hayley nghĩ á, bởi vì lý do Hayley để cái khúc cuối cùng á, cái hình của bé Lexi mà đứng mặc đồ lính rồi có những cái lời bé Lexi nói á, Hayley nghĩ là chắc có lẽ là Hayley là mỗi cuốn video Hayley gắn cái khúc đó vô, cho nên nhiều cô chú anh chị em á, coi video xong á, cái khúc đó, cho nên động lòng hay sao đó là nhắn đăng ký. Tại từ lúc mà mỗi lần mà thấy làm video thấy là để cái khúc đó vô, thấy là lúc nào cũng có 2-3 người đăng ký hết đó. Còn hồi lúc trước á, lâu lâu thấy là mới có 1 người, rồi cái lâu lâu cái thấy là bị á, trừ đi mấy người 4-5 người lượt vậy á, giống như người ta bỏ kênh thấy là người ta đi á. Nhưng mà bây giờ á, từ lúc thấy là cứ gắn message đó vô mỗi cuốn video cuối cùng á, thấy là được 2-3 người đăng ký, 2-3 người đăng ký đều mỗi ngày á, cho nên thấy là rất là vui luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người lúc nào cũng theo dõi, mà không những vậy ghi những cái lời bình luận rất là dễ thương, rất là cảm động luôn. Thấy là đọc thấy là cảm động luôn mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ thấy là mới hiểu sâu xa là tại sao những anh chị nghệ sĩ lúc nào cũng để khán giả lên hàng đầu. Cho nên là Hayley bây giờ Hayley không dám nói mọi người đây là khán giả của Hayley, tại Hayley không là ai hết đó. Hayley không dám gọi là khán giả, Hayley không dám gọi là fan đâu. Hayley chỉ nói là những người yêu thương Hayley thôi. Thì nghệ sĩ có những người fan, khán giả hâm mộ theo, thì họ cho khán giả là số 1. Còn Hayley á, bây giờ mới biết được cái cảm giác đó. Cho nên có mọi người ở đây yêu thương Hayley á, cái đó là số 1. Hayley rất là cần luôn á mọi người thiệt. Không biết Hayley đã nói cái này cho mọi người nghe chưa hay là Hayley quên nữa, nhưng mà rất là nhiều chị cứ hỏi nhắn tin Hayley là em bán cái gì vậy. Dạ em không phải là bán giống như là chuyên nghiệp, giống như em thấy cái nào dễ thương em đem về em chia sẻ lại cho mọi người, để giống như là lấy cái tương tác với là vui ấy. Hayley thích gói hàng rồi gửi đi, Hayley thích như vậy. Còn cái nào mà đẹp quá mà Hayley không có, giống như là không có khả năng để mua á, Hayley không có khả năng để mua á, thì Hayley để. Với lại Hayley không có muốn mua rồi dồn, giỏi. Hayley không có mua rồi để đi dồn tồn kho, thì Hayley để là pre-order, có nghĩa là đặt hàng đi rồi Hayley đặt hàng đi rồi Hayley đặt dùm cho.
chứ Hay Ly không có thấy rồi, không có muốn dồn nữa. Tại vì kinh nghiệm Hay Ly mua hàng hồi năm vừa rồi, Hay Ly mua mấy mười mấy kiện hàng luôn mọi người. Bây giờ Hay Ly dồn lại nhà, Hay Ly đầy không có chỗ đi là vậy đó, cho nên Hay Ly không có muốn làm như vậy nữa. Ai thích cái gì thì Hay Ly đặt cho, chứ Hay Ly không có muốn dồn hàng nữa. Rồi con, là baby taxi. Bữa nay Hay Ly được cô Jen tặng quà nữa mọi người. Chị Jen này á, chuyên gia làm chuyện bất ngờ. Tối ngày cứ mua quà đem tới trước cửa nhà, còn nhắn tin nói em mới ra lấy quà, rồi ba đi đâu mất tiêu luôn. Chuyên gia nhẹ, cái này là Jen lớn nha mọi người, cái này là Yến lớn. Có nghĩa là Hay Ly gọi chị bằng chị. Còn bé Yến mà đãi Hay Ly ăn 12 món này kia nọ rồi đó, cái đó là em Yến. Hôm nay Hay Ly có hai người nha, chị Yến và em Yến. Cho nên chị Yến này là người tối ngày cũng mua quà để trước cửa rồi coi cơ hội họ đem ra, không cho Hay Ly thấy cơ hội mặt mũi ra sao luôn. Tại chỉ là người coi YouTube của Hay Ly á, chồng chị cũng đi lính giống chồng Hay Ly, rồi chị cũng sống gần Hay Ly. Chị có hai đứa con, bé trai bé gái. Chị nói chuyện dễ thương mọi người. Thì chỉ coi YouTube của Hay Ly á, chị mới biết Hay Ly nhẹ dậy rồi tới chuyên gia làm chuyện đó không à. Rồi Hay Ly mới năn nỉ nói chị ơi cho em địa chỉ, hay là gặp mặt em mình hẹn đi ăn đi uống, hay là cho em địa chỉ để em có cơ hội trả ơn là chị, chứ chị làm như hoài em ngại lắm luôn. Nhất định không gặp Hay Ly, nhất định không cho Hay Ly biết chỗ ở đâu. Cứ vậy đó, đem quà tới thảy chiếc cửa rồi đi, đem quà tới thảy chiếc cửa rồi đi, cứ vậy hoài. Con tập hả? Đi thoái. Muốn làm cho nó nhỏ lại không? Còn nguyên miếng bự luôn á hả? Chắc gì nó dọn cái là nó dọn nguyên miếng cái gì vô họng cũng được mọi người. Còn thấy lẻn gì phải nhanh nhanh nhỏ rồi nó rồi phải dồn họng hết. Dồn vô miệng chứ. Đeo dây chuyền của cô Jen thôi, lại đây cho cô Jen coi đấy. Đeo dây chuyền của cô Jen tặng luôn nè mọi người. Đâu rồi? Nó. So cute. Mọi người ơi, quan trọng lắm nha. Hay Ly ở San Diego, ai ở gần Hay Ly làm ơn, nhà Hay Ly nè, tủ giường kệ rồi đó Hay Ly bán hết, bán hết tất tần tạch. Hay Ly không có muốn đem theo cái gì trên nhà hết đó, tại nhà San Francisco Hay Ly có đầy đủ tiện nghi và nó nhiều đó nọ, mà Hay Ly cũng không có đường đi ở trên đó luôn, cho nên những thứ dưới đây Hay Ly bán hết tất tần tần. Mọi người ai muốn mua gì nhắn tin Hay Ly lại mua, không mấy là Hay Ly nếu mà ấy thì Hay Ly cho tặng luôn nó. Rồi Hay Ly hiện những cái thứ mà lớn nhất mà Hay Ly muốn tống nó đi á là máy giặt và máy sấy. Máy giặt và máy sấy của Hay Ly xài được có một năm mà mọi người, nó rất là đẹp, nó màu trắng nha. Để Hay Ly để hình như đây cho mọi người coi đó. Hay Ly hồi xưa mua 1.400 trước thuế nha, trước thuế nha, sau thuế nó là 1.000+ á. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu như mà ai mua Hay Ly để là giá rất là rẻ luôn á mọi người, rất là rẻ luôn á. Cho nên nó nhắn tin Hay Ly nếu mà cần máy giặt máy sấy. Và máy giặt máy sấy của Hay Ly chạy bằng điện chứ không phải chạy bằng ga nha mọi người. Nó là chạy bằng electric chứ không phải là bằng ga. Thứ nhất, thứ hai, thứ nhìn ra có gì Hay Ly cũng bán hết đó mọi người. Ai cần cái gì nhắn tin, một là bán, hai là cho nha mọi người. Quá nhiều đồ rồi, Hay Ly phải bỏ lại hết mọi người, không có đem theo cái gì hết đó. Cái đó rất là quan trọng. Đó. Chế giải này là ở Úc nha mọi người. Tại sao nó là khác biệt với chế giải ở bên Mỹ? Chế giải Úc này nó ngọt gì đâu á mọi người. Thế gì rất là thích ăn, nó rất là ngọt luôn. Ăn vô ngọt ngay mà ngon lắm. Nhưng mà nó mắc nha mọi người, nó tới $13 một heo, là $13 nửa ký á.
Còn cái này nhãn da bò này, Hailey rất là thích ăn nhãn da bò, nhãn Hawaii vậy á. Nhãn này nó cũng không có rẻ tiền đâu, nó cũng là 10 đồng một 10 đồng nửa pound, rớt ở đâu rồi. Nó 10 đồng nửa pound mọi người. Đó không phải 10 đồng một pound, có nghĩa là 10 đồng nửa ký, lộn. Và cái ghế xa lăng điện của Hailey nữa, Hailey cũng sẽ gắn thêm cái video cuối cùng video nha mọi người. Nếu như có ai cần hay là mọi người biết ai cần nó, mọi người hãy chỉ cho Hailey nha. Hailey muốn phóng nó đi luôn. Nhà nó liền có chỗ mọi người ơi, nó chặt quá. Hailey định nhờ chị Hằng Kali á kêu gọi giùm Hailey. Nhưng mà thấy chị bận quá, với lại chị Nga, chị Thiên Nga thì bận đi show. Nên Hailey sợ nhờ vả. Mấy chị đó rất là dễ thương, cái này không dám nhờ nhiều. Con hôm nay á, ngày lễ á, mọi người, hôm nay á, mọi người ngày lễ cái chú ca sĩ Leon nè, Uncle Leon nè, Leon Vũ nè, dễ thương lắm, tặng hình, làm hình của bé Lexi, gửi Lexi nè, nó làm hình bé Lexi gửi cho Lexi nè. Cái hình nè, hai người hôn nè ha, nó hai người hôn nè. Còn Lexi á cũng nhắn tin lại dễ thương lắm mọi người. Ổng cưng bả lắm, bả cũng cưng ổng lắm, hai người cưng qua cưng lại giống như người cát mà cưng ổng, ổng cưng người cát vậy mọi người. Gì con? Hử? Sao con? Dạ mì hả? Dạ mì mà chấm mì. Mắm mì biết con thích ăn, cho nên mắm mì mới mua thêm á. Cái gì mà con thích ăn á, hay là cái gì con thích á, mắm mì cố gắng mắm mì mua hết cho con. Thường thường người ta nói á, chiều con mình á, giỏi nha. Tối ngày đánh võ mọi người, đá cao lắm. Người ta thường nói á, chiều con mình là con mình sẽ hư á mọi người. Nhưng mà Hailey không phải là khen con mình. Hailey ở đất thì nó khác. Nó khác mọi người, mà càng khen nó càng làm tốt hơn. Chứ không phải là khen nó rồi nó giống như khen mèo, mèo thì mèo chạy đuôi không có. Nó khác vậy á. Mình càng khen nó làm tốt hơn nữa. Cho nên Hailey khen nó giỏi lắm đó, mọi người. Cho nên nó đòi gì Hailey cũng mua hết á. Nhưng mà không phải là nó đòi cái gì là một là phải mua cho bằng được. Mình mà nói mắc lắm con là nó không đòi nữa. Nó nói dạ ok, mắc quá đừng có mua vậy thôi. Nó không biết hạ tiện lắm mọi người. Tối ngày Hailey năn nỉ mua đồ quần áo hay là cái gì thêm cho nó. Tối ngày cứ lạ hoài, nói ba mẹ cứ mua hoài à. Con có đủ rồi, con không mua nữa đâu, con không mặc nữa đâu. Tự nó nói là nó có nhặt rồi, nó không nhà, nó không mặc mua đâu. Nhiều khi mình thấy nó mặc có đồ xấu quá, mặc tới mà luôn mà mình bực bội, mình cứ rầu mua rồi mới cho nó hoài, nó không chịu. Nó nhả có rồi, mua chi nữa. Hailey bắt đầu ngán cơm đó mọi người. Tại vì Hailey không có thích ăn cơm nhiều. Mọi người thấy mà thường ngày mẹ Hailey nấu á, ra một dĩa rau to đùng. Mà cơm Hailey ăn có một chén này à. Mà chén này phải ăn đầy đâu, Hailey ăn có xíu lưng ở dai mà Hailey ăn còn không muốn hết nữa mọi người. Còn này là nguyên một mâm luôn, thế là ăn coi hết. Thôi thế là gần video tại đây nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người luôn lúc nào cũng theo dõi Hailey, đăng ký và bình luận cho Hailey. Gửi nhiều lời yêu thương Hailey, cảm ơn. I love you all. Bye bye. Good night. Bye bye. The boyfriend is a butler. I just got a ticket.
Bye bye. Bye bye. Đây nè mọi người ơi, đây là cái ghế của Hailey, không có đâm, không có xài mọi người. Hailey chỉ lái ra ngoài xăng một vòng, nửa vòng luôn rồi, chứ không một vòng nữa rồi cái Hailey dẹp luôn tới giờ. Đó, đây là cái ghế của Hailey đó, nó có đủ chức năng hết nha mọi người, nhìn nè, có thể nằm ra như vậy nhá. Nếu như mệt mỏi có thể nằm ra như vậy. Đó, họ customize riêng cho Hailey, họ đo kích thước này kia nọ đó, cho nên nó rất là mắc á mọi người, nó tới hai mấy ba chục ngàn á mọi người. Đó. Chỉ có nhiêu thôi phải không anh? À? Hay là có nhiêu nữa không? Is that all the function? Ừ, cái chân có thể đưa lên hả? Ừ, cái chân, cái back, cái whole chair. Wow. Wow, đưa lên luôn vậy hả? Yeah. Hailey không có xài mọi người ơi. Cho nên nếu như ai muốn thì nhắn tin Hailey nha. Mới cáo luôn á mọi người, mới tanh luôn á, không có đi đâu hết đó. Tại vì Hailey không có lái được là bởi vì cái tay Hailey không có cảm giác á. Cho nên mình lái là mình cần phải cầm cái cây đó đó. Cái cần này nè, để mà mình điều khiển. Nhưng mà Hailey theo tay không có cảm giác nên không có điều khiển nó được, rồi phải lo nhìn nó đó. Rồi con mắt Hailey không có nhìn lên để lái được, cho nên nó không có điều khiển để xài.